Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin du lịch và sự kiện của Lương Gia. Nhằm quảng bá hình ảnh du lịch và thu hút du khách, tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc thi sắc đẹp này. Cuộc thi sẽ được diễn ra vào tháng 6, là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của tuần lễ văn hóa Quảng Bình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình 1989-2019. Theo ban tổ chức, cuộc thi sắc đẹp này sẽ có sự tham gia của nhiều khách mời đáng chú ý như Hoa hậu Hoàng Yến, Hoa hậu Ngọc Hân, nhà sử học Dương Trung Quốc, phu nhân đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Anh, Áo, Pháp. Người đẹp du lịch Quảng Bình sẽ tìm ra gương mặt đại diện cho địa phương này trong việc hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bảo vệ và phát triển những di sản văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch hấp dẫn, thân thiện và an toàn, tạo sự yên tâm, tin tưởng đối với du khách trong và ngoài nước. Người đẹp được vinh danh trong chương trình sẽ truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức về phát triển du lịch địa phương cho người dân, để mỗi người dân sẽ là một đại sứ du lịch tại địa phương mình đang sống. Sau cuộc thi, người đẹp du lịch sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh cũng như thu hút nhiều du khách đến Quảng Bình hơn nữa. Cuộc thi Người đẹp du lịch tỉnh Quảng Bình cũng nhằm giới thiệu hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch của Vương quốc hang động đến với các tỉnh, các nước lân cận trên toàn thế giới, thu hút khách du lịch đến tham quan, khám phá, tìm hiểu và quay lại trong những lần tiếp theo. Bích Ngọc đã được đến Quảng Bình cách đây 3 năm và được biết du lịch Quảng Bình đã phát triển rất nhiều. Hãy ủng hộ du lịch Quảng Bình các bạn nhé! Đừng quên theo dõi kênh YouTube của công ty Lương Gia để cập nhật những thông tin du lịch sự kiện mới nhất nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!